Qua thời gian bí mật theo dõi giám sát, Cục Hải quan Hải Phòng đã phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng tổ chức khám xét container số CGMU 3015630 được vận chuyển theo tàu Castrain nhập cảnh vào Hải Phòng ngày 2 tháng 2 năm 2018. Phát hiện bên trong có 301 thùng cắt tông, lá thảo mộc, có trọng lượng ước tính khoảng 2 tấn rưỡi. Kết quả giám định xác định đây là lá khát, được khai báo là chè và cà phê khi tàu nhập cảnh. Lô hàng đi từ Kenya, châu Phi về cảng Hải Phòng, đứng tên người nhận là một công ty tại Việt Nam, có hoạt động tạm nhập tái xuất. Lá khát là một chất ma túy có chứa cathinol, có mức độc hại gấp nhiều lần các loại ma túy thông thường. Cùng với container chứa lá khát, Hải quan Hải Phòng còn phát hiện một container khác chứa lượng lớn hàng hóa, nghi là sụn vi cá mập. Hiện lực lượng chức năng đang kiểm định làm rõ.